Vậy thời gian qua, công tác mặt trận của huyện Thoại Sơn được ghi nhận đạt nhiều kết quả khá nổi bật. Đạt được kết quả đó phải kể đến vai trò nòng cốt của những cán bộ làm công tác mặt trận ở cơ sở, trong mọi hoạt động đều được quần chúng nhân dân tín nhiệm. Năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thoại Sơn đã quán triệt trong hệ thống mặt trận các cấp, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác, nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân để mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội và đã đạt được kết quả trên nhiều lĩnh vực. Cái vị trí vai trò của mặt trận Tổ quốc ở cơ sở thì trong cái thời gian qua là các đồng chí là làm rất là nhiệt tình, rất là năng nổ, có trách nhiệm để thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của địa phương. Còn nhiều cái chương trình trong cái quỹ người nghèo thì phải nói là hàng năm thì Thoại Sơn là làm rất là tốt, thì cũng không phải đó là do huyện không, mà đó là góp phần của mặt trận cơ sở. Nếu mà mặt trận cơ sở mà yếu thì khó mà đạt được kế hoạch đó này đó. Tại xã Vĩnh Phú, việc triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã mang lại nhiều kết quả trong vận động, tập hợp nhân dân thực hiện nhiều mô hình an sinh xã hội như tổ cất nhà đại đoàn kết với tổ trưởng là thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, hay như tổ phát quang chặt mé cây xanh giữ gìn vệ sinh môi trường. Hầu hết các phong trào đều có sự gắn kết mật thiết giữa bà con nhân dân và thành viên Ủy ban Mặt trận cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả thiết thực của phong trào thi đua. Đội từ thiện của chúng tôi là thành viên của mặt trận ở xã thì cũng có phát huy lên vận động anh em để là làm các việc từ thiện, cất nhà tình thương, hợp tác với mà mặt trận xã thì cắt cũng 30 căn nhà hàng năm, rồi sửa chữa thì cũng được 7-8 căn, giúp đỡ cho những người nghèo. Các cái thành viên thì luôn phối hợp và đồng hành cùng với là mặt trận Tổ quốc để thực hiện các cái chương trình, các cái cuộc vận động do địa phương phát động, thì qua đó đã góp phần cho cái thành tích chung của mặt trận Tổ quốc trong cái thời gian qua để thực hiện 5 cái chương trình. Và cái quan trọng, cái điều quan trọng là đã giúp cho góp phần cho Vĩnh Phú là trong cái thực hiện xã nông thôn mới nâng cao. Tại xã Vĩnh Trạch, thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã luôn thực hiện tốt việc phát huy vai trò trách nhiệm của mình, thường xuyên đổi mới nội dung hoạt động, phát huy dân chủ, sức mạnh của nhân dân. Mỗi việc làm đều xuất phát từ yêu cầu nguyện vọng của nhân dân và đã gặt hái kết quả đáng kể trong thực hiện các phong trào thi đua, nhất là thực hiện các mô hình an sinh xã hội, cuộc vận động quỹ vì người nghèo với những mô hình sinh kế triển vọng. Ủy ban mặt trận cái cơ sở đó thì phải nói rằng hoạt động rất có hiệu quả và rất là tích cực. Chứ không phải như trước đây là tiếng nói là mặt trận đoàn thể chỉ là có nhiệm vụ tuyên truyền mà thôi, không, mà bây giờ là đổi mới luôn cả cái phương thức hoạt động của mình, là ngoài cái tuyên truyền, ngoài cái vận động, mình còn phải làm luôn cả các mô hình mà mình đặt ra và lên cái phương án để rồi làm sao cái mô hình nó phát triển. Năm 2019, toàn huyện xây dựng được 27 mô hình hay, cách làm hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác vận động quỹ vì người nghèo, vận động các tổ chức cá nhân đóng góp thực hiện các công trình xã hội hóa ngày càng tăng, góp phần rất lớn trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội, đời sống người dân ngày càng phát triển, đưa huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng lộ trình.